Cơ quan phân tích thị giác. Một la mã, cơ quan phân tích. Chúng ta nhận biết được những tác động của môi trường xung quanh, cũng như mọi đổi thay của môi trường bên trong cơ thể, là nhờ các cơ quan phân tích. Cơ quan phân tích bao gồm các bộ phận sau. Cơ quan thụ cảm, mũi tên, dây thần kinh, mở ngoặc, dẫn truyền hướng tâm, đóng ngoặc, tới bộ phận phân tích ở trung ương. Sự tổn thương một trong ba bộ phận thuộc một cơ quan phân tích nào đó sẽ làm mất cảm giác với các kích thích tương ứng. Hai la mã, cơ quan phân tích thị giác. Cơ quan phân tích thị giác gồm các tế bào thụ cảm thị giác trong màng lưới của cầu mắt, dây thần kinh thị giác, dây số 2, và vùng thị giác ở thùy chẩm. 1. Cấu tạo của cầu mắt. Quan sát hình 49.1 và hình 49.2 để hoàn chỉnh thông tin sau về cấu tạo của mắt. Hình 49.1, cầu mắt phải trong hốc mắt, dây thần kinh thị giác nối với cầu mắt. Bên ngoài của cầu mắt là các cơ quan vận động mắt. Hình 49.2, sơ đồ cấu tạo cầu mắt, mắt trái bổ ngang. Bên ngoài cầu mắt là màng cứng bảo vệ mắt, phía trước màng cứng là màng giác. Tiếp đến là màng mạch và màng lưới. Giữa dây thần kinh thị giác có điểm mù, dưới điểm mù có điểm vàng. Phía trước cầu mắt có thủy dịch, lòng đen, thể thủy tinh. Giữa lòng đen có lỗ đồng tử. Cầu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi, nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ 3 chấm. Cầu mắt gồm 3 lớp, lớp ngoài cùng là 3 chấm, có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt. Tiếp đến là lớp 3 chấm, có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt, như phòng tối của máy ảnh. Lớp trong cùng là 3 chấm, trong đó chứa 3 chấm, bao gồm hai loại, tế bào nón và tế bào que. Hình 49.3. Hình 49.3, sơ đồ cấu tạo của màng lưới. Đi từ ngoài vào, có tế bào sắc tố, tế bào que, tế bào nón, tế bào liên lạc ngang, tế bào hai cực, tế bào thần kinh thị giác, tức là tế bào hạch. 2. Cấu tạo của màng lưới. Các tế bào nón tiếp nhận các kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc. Các tế bào que có khả năng tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu, giúp ta nhìn rõ về ban đêm. Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở điểm vàng, nằm trên trục mắt. Càng xa điểm vàng, số lượng tế bào nón càng ít và chủ yếu là các tế bào que. Mặt khác, ở điểm vàng, mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác qua một tế bào hai cực, nhưng nhiều tế bào que mới liên hệ được với một tế bào thần kinh thị giác. Chính vì vậy, khi muốn quan sát một vật cho rõ, phải hướng trục mắt về phía vật quan sát để ảnh của vật hiện trên điểm vàng. Còn điểm mù là nơi đi ra của các sợi trục của các tế bào thần kinh thị giác. Không có tế bào thụ cảm thị giác, nên nếu ảnh của vật rơi vào đó sẽ không nhìn thấy gì. Như vậy, sự phân tích hình ảnh cũng xảy ra ngay ở cơ quan thụ cảm. Vì sao ảnh của vật hiện trên điểm vàng lại nhìn rõ nhất? 3. Sự tạo ảnh của màng lưới. Ta nhìn được vật là do các tia sáng phản chiếu từ vật đi vào tới màng lưới qua một hệ thống môi trường trong suốt gồm màng giác, thủy dịch, thể thủy tinh, dịch thủy tinh. Lượng ánh sáng vào trong phòng tối của cầu mắt nhiều hay ít là nhờ lỗ đồng tử ở mống mắt, tức là lòng đen, giãn rộng hay co hẹp, điều tiết ánh sáng. Nhờ khả năng điều tiết của thể thủy tinh, như một thấu kính hội tụ, mà ta có thể nhìn rõ vật ở xa cũng như khi tiến lại gần. Vật càng gần mắt, thể thủy tinh càng phồng lên, căng mắt mà nhìn. Để nhìn rõ, hãy theo dõi kết quả của các thí nghiệm sau. Hình 49.4. Thứ nhất, với thấu kính hội tụ 1, khi đặt một vật, chẳng hạn cây nến đang cháy, ở vị trí A và vị trí B. Thứ hai, vẫn để vật ở vị trí B, nhưng thay bằng thấu kính 2 có độ cong lớn hơn. Qua các kết quả thí nghiệm trên, em có thể rút ra kết luận gì về vai trò của thể thủy tinh trong cầu mắt? Khi các tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy tinh tới màng lưới sẽ tác động lên các tế bào thụ cảm thị giác, làm hưng phấn các tế bào này và truyền tới tế bào thần kinh thị giác, xuất hiện luồng thần kinh theo dây thần kinh thị giác
về vùng vỏ não tương ứng ở thùy trầm của đại não cho ta cảm nhận về hình ảnh của vật. Qua bài học này các em cần nắm vững. Cơ quan phân tích bao gồm 3 thành phần. Các tế bào thụ cảm nằm trong cơ quan thụ cảm tương ứng, dây thần kinh cảm giác và vùng vỏ não tương ứng. Cơ quan phân tích thị giác gồm màng lưới trong cầu mắt, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trầm của vỏ não. Ta nhìn được là nhờ các tia sáng phản chiếu từ vật tới mắt, đi qua thể thủy tinh tới màng lưới sẽ kích thích các tế bào thụ cảm ở đây và truyền về trung ương, cho ta nhận biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật. Câu hỏi và bài tập. 1. Mô tả cấu tạo của cầu mắt nói chung và màng lưới nói riêng. 2. Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi rọi và không rọi đèn pin vào mắt. 3. Tiến hành thí nghiệm sau. Thứ nhất, đặt một bút bi thiên long có màu trước mắt, cách mắt 25 cm. Em có đọc được chữ trên bút không? Có thấy rõ màu không? Thứ hai, chuyển dần bút sang phải, giữ nguyên khoảng cách nhưng mắt vẫn hướng về phía trước. Em có thấy rõ màu và chữ nữa không? Hãy giải thích vì sao. Em có biết màng lưới có khoảng 120 triệu tế bào que và khoảng 7 triệu tế bào nón, trong khi đó tế bào thần kinh thị giác chỉ có khoảng 1 triệu. Nhờ nhìn bằng hai mắt mà ta thấy được hình nổi. Em hãy quấn một ống nhỏ bằng giấy, đường kính khoảng 2 đến 2,5 cm, nhìn bàn tay trái đặt cách mắt 20 cm bằng cả hai mắt, nhưng mắt phải nhìn qua ống giấy, em sẽ thấy ống giấy như xuyên qua bàn tay.